Cảm ơn quý vị đã tiếp tục đến với Cà phê Sài Gòn. Thưa quý vị, hưởng ứng phiên tăng điểm kỷ lục của phố Wall đêm trước, thị trường chứng khoán châu Á cũng duy trì được sắc xanh trong phiên 23 tháng 11. Kết phiên giao dịch ngày 23 tháng 11, chỉ số Nikkei tăng 0,3%, S&P 500 của Úc tăng 1,3%, Kospi của Hàn Quốc tăng 0,2%, còn Shanghai của Trung Quốc giảm 0,2%. Động lực chính của thị trường chủ yếu vẫn đến từ những dự báo tích cực về nền kinh tế Mỹ. Đồng đô la mạnh lên khiến cho các loại tiền tệ mới nổi giảm giá cũng là một động lực đẩy chỉ số Nikkei của Nhật Bản đi lên. Tại thị trường Úc, nhóm tài chính và nhóm khai khoáng dẫn đà tăng điểm. Đối với nhóm năng lượng, nhóm này phản ứng với diễn biến giá dầu trên thị trường châu Á giảm nhẹ. Các chuyên gia nhận định thị trường đang bước vào giai đoạn không sẵn sàng giải ngân trước thềm lễ tạ ơn ở Mỹ. Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ khủng bố tăng cao ở châu Âu trong mùa nghỉ lễ sắp tới. Bộ Ngoại giao Mỹ đã mới đây cảnh báo tới người dân nước này cần cẩn trọng khi du lịch đến châu Âu, vì rất có thể trong kỳ nghỉ lễ sắp tới, nguy cơ khủng bố tại đây sẽ tăng cao. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, IS vẫn chưa buông tha và có khả năng sẽ tiếp tục tấn công trên toàn châu Âu. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp cũng đang tiến hành vận động chống khủng bố trên lãnh thổ nước này. Chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với những mối đe dọa kinh khủng đến vậy trên toàn lãnh thổ nước Pháp. Chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn, những mối nguy cơ thì sẽ vẫn còn đó. Những ai đảm bảo về tình trạng an toàn là họ đang nói dối. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp để ngăn chặn mối đe dọa khủng bố và bảo vệ người dân Pháp. Không khí Giáng sinh cũng đã bắt đầu bao phủ lên Strasbourg, Pháp. Nhiều gian hàng đã được mở cửa thu hút lượng lớn khách du lịch. Điều đáng nói là cuối tuần qua, cũng tại đây, trong chiến dịch chống khủng bố, một số người đàn ông đã bị bắt giữ. Thưa quý vị, mới đây, ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse đã công bố một báo cáo mới nhất về giá trị tài sản toàn cầu, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến sự biến động tài sản của nước Anh thời kỳ hậu Brexit. Trong bản báo cáo mới nhất, ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse cho biết giá trị tài sản của toàn nước Anh đã bốc hơi 1,5 ngàn tỷ đô la Mỹ kể từ sau khi nước này bỏ phiếu, quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu hồi tháng 6. Sau sự kiện Brexit, đồng bảng Anh đã mất giá đến 16% so với đô la Mỹ. Theo các chuyên gia Credit Suisse, điều này cũng đồng nghĩa với việc giá trị tài sản của Anh Quốc đã giảm đi đáng kể nếu được tính bằng đô la Mỹ. Bản báo cáo tập trung vào các giá trị bất động sản và tài sản trên thị trường chứng khoán. Khối tài sản này được định giá bằng đô la Mỹ. Tôi nghĩ đó là điểm cốt lõi để cho thấy sự thay đổi lớn đối với giá trị tài sản của nước Anh. Trong bối cảnh tỷ giá đồng bảng Anh đã trượt dài so với đô la Mỹ kể từ sau Brexit. Do vậy, nếu khối tài sản nói trên được định giá bằng bảng Anh thì tôi nghĩ tình hình sẽ trông có vẻ lạc quan hơn. Đặc biệt trong bản báo cáo lần này, Credit Suisse cũng như một vài nhà băng khác đều nhấn mạnh đến sự lớn dần của khối tài sản tại Trung Quốc, quốc gia hiện vốn đang được xem là điểm sáng trong bối cảnh nhiều thị trường châu Âu tăng trưởng chậm chạp. Quý vị, những biến động do Brexit gây nên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp Anh Quốc. Trong bối cảnh đó, Berlin đã ra chính sách thu hút các công ty, nhất là các start-up ở London chuyển đến Berlin để làm việc. Vừa qua, Berlin Partner, tổ chức marketing của Berlin đã mở cửa một phòng lab tại London. Tại đây, các doanh nghiệp công nghệ Đức đã trưng bày sản phẩm của mình nhằm lôi kéo và thu hút sự chú ý từ các start-up ở London, mong muốn các start-up này sẽ chuyển đến làm việc tại Berlin. Chúng tôi nhận thấy rằng rất nhiều doanh nghiệp ở Anh đang có hứng thú với Berlin. Từ trước đến nay thì mối quan hệ giữa các doanh nghiệp của Đức và Anh vốn rất tốt. Nhưng sau Brexit thì các công ty non trẻ như startup thì có hứng thú với Berlin nhiều hơn. Berlin Partner cho biết có 5 startup đã chuyển đến Berlin sau cuộc trưng cầu dân ý và 40 startup khác đang cân nhắc về chuyện này. Công ty phát triển web MBJ là một trong số những công ty đã chuyển tới Berlin nhưng vẫn giữ trụ sở ở London. Tốc độ chuyển đổi thị trường kinh doanh của các công ty bị ảnh hưởng bởi giá cả tiền tệ, cụ thể là do sự xuống giá của đồng bảng Anh so với đồng euro. Tiền tệ là một yếu tố quan trọng. Chúng tôi chuyển đến Đức nhưng ở thời điểm này, đồng bảng Anh đang bị mất giá trị đối với euro. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ đạt được ít hơn 20% giá trị mà chúng tôi đạt được trước đó. Tuy nhiên, yếu tố này chỉ có thể làm chậm chân chúng tôi, chứ không ảnh hưởng quá nặng nề đến quyết định chuyển đổi. Thưa quý vị, Reuters và IPSOS vừa thực hiện một cuộc khảo sát thăm dò. Kết quả cho thấy sự cố thu hồi Galaxy Note 7 trên toàn cầu không ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng tại Mỹ đối với các sản phẩm smartphone của Samsung. Khảo sát của Reuters và Ipsos thực hiện trong khoảng từ 26 tháng 10 đến 9 tháng 11. Kết quả cho thấy là người dùng smartphone Samsung vẫn giữ niềm tin vào thương hiệu đến từ Hàn Quốc này. 91% số người đang dùng smartphone Samsung ở Mỹ cho biết vẫn sẽ mua điện thoại Samsung. 92% cho biết sẽ mua các sản phẩm điện tử khác mang thương hiệu này.
Trong số những người biết đến vụ thu hồi thì có 27% số người tham gia khảo sát cho biết sẽ xem xét chọn Samsung đầu tiên khi tìm mua điện thoại. Tuy nhiên, khảo sát này chỉ đo lường mức độ hứng thú của người tiêu dùng Mỹ đối với điện thoại Samsung, chứ không xác định tầm ảnh hưởng của vụ thu hồi đối với thị trường Mỹ. Khảo sát thực hiện trên mạng với gần 2.400 người sử dụng điện thoại Samsung và gần 3.200 người sử dụng iPhone tham gia khảo sát. Về phía Samsung thì hãng này cho biết 85% số điện thoại Note 7 đã được thu hồi trước ngày 4 tháng 11. Tờ Wall Street Journal đưa tin hãng bán lẻ trực tuyến Amazon của Mỹ đang đàm phán mua độc quyền gói truyền hình trực tiếp thể thao để đưa vào dịch vụ Amazon Prime. Nguồn tin của Wall Street Journal cho biết Amazon đang đàm phán với ban tổ chức một số giải đấu như là giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA, giải bóng chày Mỹ MLB, giải bóng bầu dục NFL v.v. Dự định của Amazon là mua bản quyền độc quyền để livestream, tức là truyền hình trực tiếp lên mạng, các giải đấu này trong gói dịch vụ Amazon Prime. Ngoài ra thì Amazon cũng đang nhắm tới các giải đấu nước ngoài như là giải bóng gậy và một số đài truyền hình vốn đang sở hữu bản quyền phát sóng thể thao như Disney và Univision để mua lại một số gói thể thao. Kế hoạch mở rộng nền tảng livestream nội dung đã được công bố từ đầu năm nay. Amazon cho biết sẽ tăng gấp đôi lượng nội dung trên Amazon Prime và tăng gấp 3 chi tiêu cho kế hoạch này. Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến cho rằng kế hoạch của Amazon có thể gặp thách thức do đã có nhiều đài truyền hình ký thỏa thuận độc quyền phát sóng dài hạn đối với cái giải đấu này. Sau thông tin cổ phiếu Amazon tăng điểm, còn cổ phiếu Disney giảm điểm.